Sao anh lại hỏi cái đó? Thì anh định đầu tư cái đó mà. Định đầu tư thời điểm này hả? Đợt trước em nhớ không nhầm là anh đầu tư chứng khoán mà. Đúng rồi, nhưng mà cũng có tham gia bên bất động sản mà. Tham gia bất động sản chắc là cũng nắm kỹ cái khu vực anh định mua đấy chứ hả? Đúng rồi. Là gần ở phía trước hay là phía sau của sân bay Long Thành? Cái khu mà là Lộc An với Bình Sơn á. Ngay khu Lộc An. Khu Lộc An hôm bữa rồi hình như em có một video nói về cái bạn nào đấy bán ở dưới chỗ khu Lộc An rồi mà đúng không? Không 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 biết là video của Thắng là không biết cái đó, nhưng mà bữa giờ con tin Thắng nhiều lắm mà đâu có nghe nói về cái này. Có Lộc An là Lộc An, Lộc An Bà Rịa chứ. Lộc An Long Thành với Long Lộc An là Long Thành chứ, cái khu tái định cư á. À, tức là nó nằm ở trên cái nó nằm ở cái đoạn mà quốc lộ 1A giao à quốc lộ 51 giao nhau với lại CT001 đó hả? Cái lúc mà nó gần cái khúc mà DAD với lại 769 á. D279 trên cái tỉnh lộ 769 hả? Đúng không? Thì khúc đó thôi chứ anh cũng chưa, chỉ coi trên bản đồ thôi chứ chưa xuống dưới nữa mà. Chỉ biết là À, chứ ngang là với anh lại cũng phía. chưa thực anh cũng chưa đi thực địa đúng không? Thì cái Đúng rồi, khúc chưa đi thực đó, địa. khúc đó thì theo em biết á, thì là ở phía mạn bên này, còn bên mạn bên CT01 sang bên kia thì nó là sân bay, thì sân bay nó nằm ở cũng ngay cái khúc đó luôn. Đúng không? Giải tỏa đền bù sân bay thì nó nằm ở ngay cái chỗ mà DT769 giao nhau với DT25. Chắc anh chưa dành cái khu vực này lắm. Tức là cái khu vực này anh chưa dành thổ lắm, anh còn đang hơi mơ hồ về cái khu vực này, anh nghe ai đó nói ấy, đúng không? Không, bữa giờ cũng theo dõi nhưng mà chưa đi xuống đến tận nơi á. Chưa xuống đến tận Theo dõi nơi bữa hả? giờ cũng. Bởi vì anh phải biết được chính xác, đầu tiên cái em chưa cần biết là giá có nên hay không, nhưng mấy vấn đề anh cần phải biết, anh biết chính xác là cái vị trí anh mua, định tính mua chỗ nào, và anh phải biết chính xác là vị trí sân bay là chỗ nào nữa. Đúng anh rồi. anh đã định hình được cái vấn đề chỗ sân bay là bây giờ nó định xây là xây chỗ nào Bây giờ nhà nào Thắng bữa nào là Thắng có rảnh anh mà đi Thắng đi ăn bữa được không? đi ăn thì cũng được thôi, nhưng mà đi ăn thì lại càng không có cái cơ sở dữ liệu để mà chia sẻ với lại trao đổi với anh về cái chủ đề này, bởi vì cái chủ đề này thì thực ra em cũng muốn trao đổi và chia sẻ với nhiều người về cái câu chuyện là cái câu hỏi đặt ra giống như anh rất rất nhiều người cùng đặt ra như thế. Đúng rồi, thì mình vừa gặp vừa mình vừa nói chuyện luôn, chứ lại hôm lúc trước có hứa với Thắng lần rồi nhưng mà chưa có không không hỏi không cái không quan trọng đó không quan trọng giờ cái không quan trọng cái đó. vấn đề đó, mà vấn đề em quan trọng đó là phải giải đáp được thắc mắc cho anh mà một cách gọi là nó thấu đáo ở cái khía cạnh, tức là cái góc nhìn của anh trước, sau đó em sẽ giải đáp cho anh thôi. Nhưng mà chỉ có gọi điện như này thì em mới ngồi trực tiếp ở trên máy tính, em check đúng cái vị trí và em check đúng cái giá thành hiện nay ở khu vực đó, và phải đưa ra được cho anh cái góc nhìn là có nên hay không nên ở cái khía cạnh, tức là anh tự kết luận thôi, chứ không phải là câu chuyện là em sẽ đưa ra cho anh là nên hay không nên mua, mà Đúng đúng chính xác. em sẽ nói cho anh hiểu được là vị trí của anh á, đang định tính canh mua là chính xác là chỗ nào đấy, ví dụ như Đúng anh có thể khoanh vùng chỗ nào, cách sân bay bao nhiêu xa, diện tích hiện nay là trung bình ở đó bao nhiêu triệu một mét vuông đấy, anh tức là anh phải check được những cái đó, rồi sau đó gì vậy mới bắt đầu so sánh lại đúng rồi, phải rồi. để mà chính xác là cái gì mà nó nằm trong cái phân khúc nào, phải không? Đất đất gì mới được, không đúng, mọi thứ nó phải rõ ràng. Đất quy cái đất mà của đất nền, đất Rồi. nền phân lô hay là đất đất mẫu đất nền của người ta bán lại, đất Đúng. thổ cư hay là đất trồng cây, nó phải Đúng. rõ ràng Đúng là rồi. nó nằm Và trong phân khúc nào rồi. cái giá thành nó như nào, anh định tính mua vào cái phân khúc nào, chứ anh không thể nói chung chung là Thắng ơi có nên mua đất ở gần khu sân bay Long Thành hay không, thì bây giờ nó còn tùy anh mua cái gì nữa cơ. Đúng như vậy. Đấy, đó là cái câu. Nhưng mà tại vì cái địa điểm này là mình dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất á, là vào vào cái tháng 10 này á, là nhà nước sẽ là đền bù, và khi cái đền bù thì nó sẽ có một cái lượng số tiền, nó giải ngân rất lớn cho người dân ở đó, thì người ta sẽ cầm một số tiền rất lớn đó, người ta
sẽ đi có những người ở khu vực tái định cư thì người ta ở đó, hoặc có những người ta mua thì ví nhiên với số lượng tiền lớn nhà nước giải ngân để mà đầu năm sau, ví dụ với cái thông tin là sang năm sau đầu năm 2021 nó khởi công, thì với nhiều cái thông tin đó thì hiện biết rằng là bất động sản nó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên là ở khu vực Long Sơn, Ba Long Thạch là cái dự án đó chắc chắn là khả thi để làm. Thì nó có hai cái yếu tố, đó là nhà nước đã rõ ràng rồi đó, thì mình dựa trên yếu tố đó thì mình đầu tư trước. Cái ý của anh thì cũng là một cái ý khá là hay, đó là chủ yếu là do đón đầu cái câu chuyện là cái tiền đền bù mà trực tiếp được chi trả thôi. Đúng rồi. Cái câu chuyện mà trực tiếp chi trả đó nó không phải là cái câu chuyện mạnh bằng cái câu chuyện kỳ vọng. Thực ra là cái kỳ vọng lâu nay về cái sân bay Long Thành thì cũng không phải không nói thì ai cũng biết rồi. Cái đó thì nó đã rõ ràng rồi, nhưng mà cái này là nó hiện hữu, nó nằm trước mắt, nó sẽ xảy ra, nó trước mắt và nó sẽ xảy ra. Cái thông tin này là nó rõ ràng rồi, mình đã nghiên cứu kỹ cái thông tin này, là coi như là khoảng cuối quý 2 là nó đã vậy, là lúc đó nó sẽ có cái mặt bằng sạch rõ ràng. Thì với cái việc mà nhà nước giải ngân như thế thì chắc chắn là nó sẽ có, người ta sẽ đi đầu tư lại khu vực đó rất là nhiều. Em đồng ý với anh cái câu chuyện, em đồng ý với anh với cái câu chuyện đó, và cũng có thể là đó là một cái góc nhìn khá là thú vị trong cái câu chuyện, tức là cái tiền đền bù. Nhưng mà là em lại đặt thêm một câu hỏi nữa, vậy thì anh dự tính, tức là trong thông tin anh nắm được á, thì cái việc đền bù ở đây á, thì nó có cái giá khoảng bao, tức là gọi là cái tổng cái đền bù cho là gọi là giải ngân hết vào khoảng tầm cuối tháng 10 năm 2020 để chuẩn bị đất, nguồn đất sạch cho năm 2021 bắt đầu khởi công cái sân bay, thì nó khoảng bao nhiêu tiền cho tất cả các cái hạng mục ở đây? Có cái thông tin đó có rồi mà đã phải coi lại chứ, hôm bữa là có biết cái thông tin đó, số tiền giải ngân là cái đợt này là bao nhiêu, là có một cái coi cái thông tin đó rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì vì là đích đến của anh, nó là cái câu chuyện đó là đón cái dòng tiền đó, là bởi vì khi người ta được đền bù á thì phần lớn dân ở đây họ sẽ dùng cái tiền đó, thì nói chung là phải đến 90% thì họ sẽ tậu một cái miếng đất ở khu vực khác để thay thế. Đúng, chính xác. Là vậy, là đó là nhu cầu thật của dân chúng để họ thay thế cái đó, thì đương nhiên khi mà có nhu cầu vào thị trường thì nó sẽ có khuynh hướng đẩy giá lên. Nhưng phải nên nhớ rằng là không thiếu các nhà đầu cơ bất động sản và những cái gọi là cái tay, những người cao tay trong lĩnh vực bất động sản á, họ đã mua găm ở đây khá là nhiều, và có thể đến thời điểm hiện tại thậm chí rất nhiều người đang kẹt hàng ở cái khu vực này. Đúng rồi. Mà không bán được. Mà không bán được. Do đó thì cái việc cái nhu cầu kia liệu nó có gọi là lọt tóm vào cái phần mà cái cung đang chờ bán hay không? Nếu nó mà nhiều hơn so với cung đang chờ bán thì giá nó mới tăng được. Còn nếu như mà nó lọt tóm trong cái cung đang chờ bán thì đương nhiên anh có ném thêm cả hàng trăm nghìn tỷ vào đó nữa thì cũng chả chi nhê gì. Đó là câu chuyện thứ hai, là bởi vì sao? Bởi vì nếu như một cái thứ gì đó nó là mới tinh, bây giờ anh mới phát hiện ra, hoặc là thậm chí đang nằm trong các cái dự thảo mà chưa công bố ra công chúng, thì điều đó đối với em cơ bản về cái góc nhìn về đầu tư, đó mới là thực sự là cơ hội. Nhưng nếu nói một cách hơi mang tính chất xấu hơn một tí á, nó gọi là sử dụng thông tin nội gián để giao dịch á. Cái đó nó trong chứng khoán nó gọi là sử dụng thông tin nội gián để giao dịch. Thì cái câu chuyện này nó đang tồn tại ở trong chứng khoán cũng như bất động sản cũng giống nhau. Nhưng là cái em muốn nói là phải là thông tin mới tinh mà vẫn còn nhiều giá trị sử dụng. Còn cái vấn đề sân bay Long Thành với những cái thứ anh biết ấy, bây giờ báo nó đăng ấy, còn đâu đến lượt anh là gọi là còn là tin mật gì nữa. Đúng không? Nhưng mà thực sự là nếu mà nó vừa hai ba thứ nó vừa bắt đầu khởi công và các cái đường cao tốc nó hoàn chỉnh, như các cái dự án nó lên, thì chắc chắn nó phải tăng, thế nào nó cũng phải vẫn còn tăng. Em không phủ nhận chuyện tăng hay không tăng, bởi vì em không thể phán quyết nó tăng hay không tăng được. Nhưng em với anh cùng nhau chia sẻ và tranh luận với nhau một chút, 10 phút. Thực ra thì cái chủ trương anh là hiện nay có 4.000 nhà cõi, không mặc xin, không tổng ấy tài chính. Thì thay vì cũng quăng vô ngân hàng
thì nó sẽ chích ra vài vậy. Nhưng mà anh, nhưng mà thầy thêm một điều nữa để cho nó bàn sâu hơn một tí. Anh đã tham khảo nhà môi giới của anh về giá thành đất của anh định mua. Ví dụ em nói là anh mua đất nông nghiệp đi, thì giá thành hiện nay đang là bao nhiêu? À, 1 hectare. Nó một hecta hả, nó tính thì hôm bữa cũng có tham khảo một hai cái địa điểm, nó tiền theo địa điểm và tiền theo cái vị trí của xã và địa điểm, thì nó dao động từ 10 đến 20 triệu một mét vuông. 10 đến 20 triệu một mét vuông đất nông nghiệp là đất 30 năm hay đất 50 năm? Đất trồng cây lâu năm đấy, tức là đất 30 năm là đất đất lúa, còn đất 50 năm là đất trồng cây lâu năm đấy. Thì anh là đất gì? Nó còn tùy thuộc vào việc là đất nó xa khu quy hoạch dân cư hay là đất nó có thể nằm gần khu quy hoạch dân cư và đất tiềm ẩn nó một mình. Cái đó thì mình sẽ nó tùy thuộc vào cái vị trí. Nhưng mà trung bình là nó nằm ở khoảng tầm từ 8 đến 10 triệu đúng không? Thông tin chính xác là như vậy đúng không? Bây giờ không có, anh lên mạng anh sượt qua sượt lại vài ba vòng cái khu vực anh định mua anh biết ngay thôi. Đúng không? Đúng không? À, bây giờ em khẳng định cái câu chuyện nó đã rồi, em sẽ nói cho anh biết là cái câu chuyện tiếp theo. Đúng vậy. Vậy thì anh phải biết được nữa là vậy đất bây giờ đất có sổ hồng á, đất có sổ đỏ á, thì bao nhiêu tiền một mét vuông ở khu vực đó? Đất hai lúa, đất trồng cây lâu năm mà bây giờ 10 triệu thì đất mà đất gọi là đất trong dân cư, ví dụ như ngay chỗ quanh quanh chỗ trường, chỗ khu công nghiệp Long Đức đúng không? Anh định tính mua khu quanh quanh khu công nghiệp là Long Đức, lùi xuống đây cái khu vực Lộc An. Thực ra Lộc An thì Lộc An Biển Sơn là cắt tàu với lại cả cổng đường đó, nhưng mà cái khu Lộc An là tập trung vô nhiều nhất. Thì đây em lấy ví dụ như là Ủy ban Nhân dân xã Lộc An đi, quanh khu vực đó đi, được chưa? Ngay trạm cấp nước số 1 khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn là cái vị trí gọi là em lấy làm cái trọng tâm là Ủy ban Nhân dân xã Lộc An đi. Bây giờ đất ở cái chỗ đó bao nhiêu tiền một mét vuông nếu mà đất cất nhà được, số đỏ đàng hoàng? Anh có biết bây giờ ở đó nó bán bao tiền không? Video trước có một bạn, làm bất động sản ở khu vực đó gọi điện cho em hỏi em là bây giờ em muốn chuyển khu vực để kinh doanh thì theo em thì chuyển đi đâu, chuyển về Bình Dương hay là chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì khu vực này bây giờ nó hơi khó bán và có rất nhiều các vấn đề liên quan đến câu chuyện là cái lính của em nó cứ bỏ nó đi thôi. Có một bạn em đã làm video đó, có đăng ở trên đó, chút xíu này em gửi cái link cho anh. Có một bạn hỏi em luôn về câu chuyện đó và em hỏi bạn lại bạn đó luôn là bây giờ giá thành ở đó như nào, bán như làm sao, tại sao lại như vậy. Bạn bây giờ tư vấn cho em là nên chuyển đi đâu để làm, sau đó em đánh giá trong video đó có rồi, để anh có thể xem lại. Nhưng ở đây em có thể cung cấp cho anh là cái giá đất ở cái khu vực này nó có một cái thứ mà anh phải lưu tâm là nó nằm ở khoảng tầm từ 35 đến 45 triệu một mét vuông ở khu vực này rồi anh ạ. 35 đến 40 là cái những cái khu mà nó đi vô, nó là khu đường chính, nó gọi là cái khu mà cái đó, thì em lấy cái tâm là Ủy ban Nhân dân xã Lộc An đó. Ồ thì đó, cái đường D2D đó là hiện tại là 30-40 mét vuông à. Rồi, ok. Em lại hỏi ngược lại với anh nữa. Bây giờ quận 2 với quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh giá bao tiền? Quận 9 thì cũng quận 2 thì không có tham khảo, nhưng mà quận 9 hôm bữa có hỏi thì nó cũng khoảng ba mấy nha. Em hỏi anh là em hỏi lại một câu tiếp theo này. Chứ vậy em hỏi anh là người ta đi sân bay về sân bay quốc tế xong cái người ta xuống chỗ Lộc An người ta chơi chắc. Đấy thì nó như vậy. Mình cũng biết nhiều khi là cái đất đó mình nói là nó cũng không, người ta không ở lại đúng không? Người ta không có giá trị sử dụng. Tuy nhiên là nó vẫn còn nó tăng là vì nó chưa có hiện hữu, mọi thứ nó chưa có xong. Thì mình nghĩ là nó chưa xong, sắp tới nó đầu tư, tại vì
tế là nó chưa có khởi công nữa mà nó ví dụ như cái nhà ga 1 thì mới có 2020 đến 2025 là phải xây trong 5 năm, thì trong 5 năm nó ít nhiều nó cũng phải có, nó cũng còn tăng, tại vì đơn giản thì mình anh em nghĩ chứ mọi thứ mà nó đã xây xong nó rõ ràng hết thì nó vấn đề là em khẳng định với anh luôn là còn tăng. Nếu anh để giữ đủ đến cái khoảng thời đoạn là bắt đầu khởi công là sẽ có một nấc tăng. Nấc thứ hai nữa là hoàn công cái sân bay này nó sẽ còn một nấc tăng nữa. Nhưng cái em đang muốn nói với anh là cái giá hiện nay nếu anh lấy vào nó gọi là chi phí vốn. Từ chi phí vốn thì anh kỳ vọng nó sẽ tăng đến đâu và cái biên tăng đó nó có thơm đối với anh không, thì em mới dùng các cái giải pháp so sánh giá để cho anh thấy được rằng là với cái việc giá ở đó 45 triệu anh kỳ vọng sau 5 năm nữa thì được bao nhiêu triệu. Và hiện nay cái giá 45 triệu đó so với lại các khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh và những chỗ tiềm năng hơn, có khả năng về lấp đầy nhạy dân nhanh hơn, ở riêng nói thẳng toẹt luôn là quanh cái khu vực sân bay này á, thì em nói với anh 20 năm nữa chưa có lấp đầy được nha. 20 năm đúng không? 20 năm nữa không thể lấp đầy, có cái sân bay là nó lấp vào đó là nó đầy, là cái thành cái sân bay thôi. Còn dân mà bảo là lấp đầy dân ở khu vực quanh khu sân bay này mà lấp đầy được á, thì em đã từng trải nghiệm những cái câu chuyện lấp đầy là bao nhiêu năm, thì có lần năm 2007 á, 2008 á, em có kinh doanh đất ở khu nghiệp ở Bình Dương mà gọi là khu Bến Cát á. Đấy. Có 15 năm chưa lấp đầy. Đến nay là gọi là 13 năm rồi chưa lấp đầy. Thì ở đây còn khướt mới lấp đầy. Mà cái chuyện không lấp đầy được thì đương nhiên là cái kỳ vọng tăng giá của cái khu vực này nó chỉ trên cái căn cứ giống như em vừa nói với anh đấy. Tức là nó sẽ có một cái đợt tăng, nhưng đợt tăng nó không quá lớn. Và dư địa không cao để thực sự thơm giống như anh mong muốn, đúng không? Thực tế là khi mình đầu tư thì thực sự là kỳ vọng thôi, chứ còn nếu mà mọi thứ mà mình tính toán nó rành rồi mà rõ ràng quá hết ai cũng biết trước thì có lẽ là ai cũng sẽ thắng, không ai người nào thua cả. Nếu như anh muốn điều suy nghĩ của mình chỉ có nghĩa là mình kỳ vọng nó là như thế, mình nghĩ là nó sẽ tăng, có thể là nó tăng không gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tăng thì mình tin tưởng vào điều đó, thì mình kỳ vọng thì mình... Nếu như anh mua đất lúa mà với cái giá đâu đó khoảng tầm 300.000 hay 500.000 trên mét vuông á, thì thực sự là siêu lời, bởi vì bây giờ nó hơn 10 triệu rồi. Nhưng mà đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây lâu năm với hàng năm hay lâu năm ở đó, hiện nay nhà nước nó đâu có cho phân lô, nó đâu hết phân lô đâu mà. Thì tất nhiên là không cho phân lô nữa. Mà mình nếu mình có mua xong rồi là mình đâu có phân lô được, mình cũng đâu có bán được đâu. Đúng rồi. Mình mua vậy thì anh mua cái gì, thì em đang nói cả hai phân khúc này. Anh có làm đất trồng lâu năm thì không cho phân lô đi. Có mua đưa những cái đất nền mà nó có sổ đỏ, tập trung những cái, nói chung thì tập trung đầu tư vô những cái đất nền mà nó có sổ đỏ mà của một số cái công ty nó biết là nó giá nó đã tăng rồi chứ. Anh có biết giá gốc của nó năm 2016 mà cái khu vực quanh em vừa nói mà bây giờ có giá 45 triệu là giá lúc đó nó bao nhiêu tiền không? 24-25 á. Chắc nó tăng cả gấp 3, gấp 4 lần. Gấp 3, gấp 4 cái gì lúc đó nó không tới 6 triệu mà mét vuông anh ơi. À vậy. Bây giờ nó bao nhiêu lần rồi? 45 rồi 67, 42 nó tăng 7-8 lần luôn, nó mỗi năm tăng một lần luôn anh ạ. Tháng bây giờ nếu mà mình mua mấy cái vùng mình đầu tư lâu dài, trong cái phân khúc nó có phân khúc đầu tư lâu dài, có nghĩa là nó nằm ở những cái ga xa hơn một xíu, nhằm ở vị trí nó xa hơn một xíu. Ở cái chu vi nó khoảng lên tới 10 đến 15 cây số thì như đất xào, đất mẫu á, mà nếu mà mình mua mà nó không cho phân lô thì mình sau này cũng rất là khó mà mình lên phân lô, và cũng khó mà nó, nếu mà nó lên được đất đất hậu cư mà khó phân lô mà cũng khó bán hả. Dạ. Thì anh nói là nhắm vô cái vùng đất đất xào, đất mẫu á, đất trồng cây á, có hai cái phân khúc. Một cái phân khúc là như nãy giờ Thắng chia sẻ thì những cái đất mà ngay trung tâm như nãy giờ anh em chia sẻ thì nó đã lên gấp bao nhiêu lần lắm rồi. Biết rằng có mua thì nó cũng không có lên được bao nhiêu. Và tuy nhiên những cái vùng đất mà nó xa chút xíu, một xa chút xíu mà đất trồng cây giá nó cũng còn thấp á, thì nó triển vọng hay không, hoặc là
xin nhà nước chắc chắn là nhà nước siết chặt cái việc phân lô là không phân được nữa, mình mua ví dụ như là 1-2 hecta ví dụ vậy đó, thì nó có khả thi hay không? Nếu mà nó có thể nó lên được một phần, nó lên được đích đích tổng thư. Ngay cái chỗ mà trường cao đẳng an ninh nhân dân 2 á, nó xa sân bay Long Thành hơn một chút á, nếu anh tìm hiểu á, anh sẽ thấy nó có một cái nghịch lý, đó là chỉ cần xa hơn một chút như thế thì giá nó lại rất rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với lại cái khu vực mà Lộc An anh nói, bởi vì nó sát sát với sân bay. Nhưng cái vấn đề ở đây nó khác biệt ở chỗ là cái Lộc An, cái khu vực Lộc An nó là cái khu vực kỳ vọng sát sân bay. Nhưng phải nên nhớ rằng, phải định lượng được rằng là Lộc An á, nếu có nó chỉ phát triển như Sóc Sơn thôi. Ngày xưa á, nó phát triển như Sóc Sơn, tức là nó là vùng bên cạnh để cho nơi để cho ví dụ như là các bạn làm ở ICV này, làm ở Hàng không Việt Nam, hay làm ở một số chỗ mà có nhu cầu định cư, hai vợ chồng cùng làm ở sân bay có nhu cầu định cư gần đó thì sẽ mua, giống như mua đất Sóc Sơn để làm nhà làm cửa các thứ, đó là nhu cầu thực tế. Còn cái vai trò của Lộc An không có một cái vai trò gì để mà phát triển lấp đầy khác ngoài cái đó, không có phát không, cái quanh cái khu vực sân bay ấy, nó có mấy điểm mà anh sẽ phải nên nhớ. Thứ nhất là các bạn đó là các bạn sẽ sử dụng đến ở khu vực Lộc An, là các bạn làm ở đó, các bạn sử dụng đó đi làm rất là thuận tiện. Còn cái người khác, ví dụ như em mà làm mà mua sát sân bay ấy, máy bay nó lên xuống không nhức đầu đã muốn chết luôn rồi, đúng không? Đúng không? Dư địa giá thì không còn nhiều, giá sử bây giờ nó, ví dụ, nó bán ở dưới đó khoảng tầm 8 triệu mét á, nghe cũng có vẻ được đó. Dư địa của nó có thể tăng lên 16 triệu hay 17, 18 triệu. Bây giờ nó bán 40, 45 triệu rồi thì cái dư địa thì tăng lên mấy? Anh kỳ vọng lên 60 à? Bằng với đất của đường Đỗ Xuân Hợp quận 9 à? Đúng không? Hay là bằng 60 triệu là có nhiều chỗ thành phố Hồ Chí Minh này có đấy. Bây giờ em nói với anh kỳ vọng như thế đi, 45 triệu lên 60 triệu đi, cho là nó xong sân bay đi, là 5 năm đi, tức là từ giờ đến năm 2025, 5 năm anh tăng thêm được 15 triệu. Đó là trong trường hợp là kỳ vọng tốt. Nhưng mà lên đến 60 triệu đó là em đang giả định thôi. Liệu người ta có chấp nhận mua của anh không? Anh mua anh sẽ phải bán lại, bởi vì anh cũng trả ở. Nhu cầu của anh chắc chắn không có nè. Mua là để kinh doanh thôi nè. Kinh doanh tức là mua đi bán lại nè. Mà bây giờ 5 năm sau kỳ vọng 60 mà nó không đạt 60 sao? Ủa, phải nhìn cái đó chứ, anh phải nhìn chứ. Bởi vì đơn giản đó là cái câu chuyện đó là ngay cả như bây giờ sân bay đang hoạt động của sân bay quốc tế Nội Bài đi, anh thử hỏi cái khu vực đất Sóc Sơn bây giờ bao tiền thiệt, em hỏi chân tình đấy. Bây giờ sân bay quốc tế Nội Bài có nhà ga T1, T2 mới xây thêm to mà chà bắn lửa, hỏi đất Sóc Sơn bây giờ bao tiền, đất mà cách cái sân bay quốc tế Nội Bài á khoảng tầm 1-3 cây bao tiền? Đó là giá nhiều. Thì đó, em mới nói với anh là nó không có dư địa gì hết á. Em có một cậu em, hai vợ chồng làm ở sân bay quốc tế Nội Bài, vừa rồi nó mới mua 150m đó. Nó không, nó còn rẻ hơn là đất hiện nay ở Lộc An cơ. Thôi bữa nay rảnh anh em đi ăn bữa đi rồi. Nói xong cái là nản luôn, nói xong nản luôn có muốn mua nữa. Thôi nhưng mà em nói thì nói thế thôi, anh tham khảo những cái góc nhìn của em thôi, còn quyết định mua bán đầu tư kinh doanh là của anh, em không có can thiệp nha. Đúng. Còn cái góc nhìn tổng quan của em là như thế. Và cái câu chuyện đó là có bật mí cho anh thêm một cái nữa, đó là ở giữa quốc hội luôn, các ông phát biểu còn hô là cán bộ ta đã găm rất nhiều đất ở khu vực đây. Bây giờ cán bộ ta găm nhiều như thế thì bây giờ chỉ chờ có một nhịp nữa để lên để cán bộ ta phải thoát ra để mà chốt lời, chứ cần, tức là khi nào khởi công, tức là lúc đó là thời điểm là sẽ có một nhịp tăng nhẹ 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 nào đó, mạnh nhẹ thì em không biết, nhưng mà sẽ có nhịp tăng thì cho cán bộ ta thoát ra chứ. hoàn công nhà gọi là sân bay thì chắc là cũng nhịp nữa. Cái vấn đề cốt lõi của câu chuyện anh hỏi và em trả lời á, đó là vấn đề giá vốn bây giờ em anh vào hàng là bao nhiêu. Nếu giá vốn mềm còn đủ dư địa thì chúng ta thấy thơm, nếu giá vốn mà bây giờ nó không mềm thì dư địa nó không còn thì thơm cái chỗ nào? Có khác gì là mua chứng khoán không? Anh đầu tư chứng khoán rồi anh biết. Đúng đúng, vậy thì để chắc phải qua Tết là đi xuống đi chuyến một ngày một đêm, mình tham khảo dưới vậy em sẽ báo cáo lại tình hình tháng cho nó rõ hơn. Đúng rồi. Và thế này này, anh xem lại cái video mà em làm với một cái bạn bất kỳ mà đó, không biết, em không biết bạn ấy là ai, nhưng bạn ấy là môi giới ở khu vực Lộc An này. Bạn ấy gọi điện hỏi em.
Rồi. Và anh chịu khó xem lại video đó chút xíu thì không biết là gửi qua cái email hay cái gì cho anh được, chứ qua tin nhắn thì không gửi được nè. Không, để anh vô cái phần của thắng anh tìm là được. Có video về bất động sản là có nên cái tên của nó là từ em xem cái tên cái video đó cũng làm cách đây khoảng thời gian rồi đó. Lâu lâu rồi, video đó khá là được nhiều người xem. Và đâu rồi? Xu hướng đất vùng ven. Đất vùng ven Đồng Nai, Bình Dương, quận 9, Thủ Đức. Xu hướng trong năm 2020. Cái này xu hướng rồi, có coi qua rồi mà không để ý lắm. Có coi qua rồi, lúc đó tháng 3 có coi rồi. Ok anh. Dạ. Không cũng có coi luôn rồi. Rồi thế nhá, anh có thể xem lại qua cái chỗ đó thì cái giá của các bạn môi giới đưa ra là chính xác không sai đâu. Các bạn làm nghề mà. Bữa nào rảnh anh em gặp mở nha. Rồi ra Tết đi, bởi vì trong Tết nên ông bà nội ngoại về quê mất rồi nên thua rồi, không đi chuyện đi được. Ok anh, bye bye nhá. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn Thắng nhiều nha. Dạ.